Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 31 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Một số nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Nhiều điểm du lịch tại Hội An đón lượng khách vượt 120% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Quảng Nam hoàn thiện hồ sơ bán tín chỉ carbon rừng. Những mẹ Việt Nam anh hùng còn sống ở Quảng Nam đều được chăm sóc phụng dưỡng suốt đời. Phóng sự Thaco Trường Hải đồng hành hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 3 tại sân góp Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, giải góp Quảng Đà mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Quảng Nam Đà Nẵng đã diễn ra với mục đích kết nối những người con miền Trung làm ăn xa quê, ôn lại sự kiện có ý nghĩa lịch sử và tôn vinh thế hệ cha ông đi trước. Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu tham dự. Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ góp Quảng Nam phía Nam và câu lạc bộ góp Đà Nẵng Sài Gòn phối hợp tổ chức với hơn 200 góp-phơ đăng ký tham gia giải và gần 40 nhà tài trợ. Giải chia làm 3 bảng đấu dành cho nam và 1 bảng đấu dành cho nữ. Ngoài ra còn có bảng đấu dành cho các góp-phơ có kỹ thuật tốt nhất và số gậy ít nhất. Đa phần các góp-phơ là những doanh nhân, doanh chủ người Quảng Nam Đà Nẵng đang làm ăn và sinh sống tại khu vực phía Nam. Họ ngày đêm lao động sản xuất và có những hoạt động ý nghĩa gắn kết đồng hương xa xứ. Giải góp Quảng Đà là sự dây kết nối những người có chung niềm đam mê bộ môn góp thông qua sự kiện nhằm ôn lại những tháng năm lịch sử, tạo cơ hội hợp tác làm ăn và phát triển kinh doanh, đồng thời tạo nguồn quỹ xã hội hóa hướng về quê hương. Thưa quý vị, sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch và những nỗ lực gìn giữ giá trị làm nên hình ảnh cho điểm đến đã giúp cho Hội An lấy lại đà tăng trưởng cho du lịch. Những tháng đầu năm, lượng khách tại nhiều điểm du lịch của Hội An đã vượt 120% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Đến cuối tháng 3, Hội An đón khoảng 1.143.000 lượt khách tham quan lưu trú, đạt gần 25% kế hoạch của cả năm 2024. Cụ thể, khách mua vé tham quan phố cổ ước đạt 513.000 lượt, doanh thu gần 61 tỷ đồng. Làng gốm Thanh Hà đón 193.000 lượt khách, doanh thu gần 7 tỷ đồng, tăng trên 21% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khách mua vé tham quan rừng dừa nước Cẩm Thanh tăng khá cao với khoảng 269.000 lượt, vượt gần 199% so với cùng kỳ 2023, thậm chí vượt 120% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19. Ngoài ra, một số điểm tham quan trình diễn như Cù Lao Chàm, làng rau Trà Quế, nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, lượng khách cũng gia tăng vượt trội so với cùng kỳ năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thống nhất bổ sung tỉnh Quảng Nam vào chương trình giảm phát thải từ RED cộng theo tiêu chuẩn GRI vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp LEAP thực hiện. Đây là điều kiện để Quảng Nam tiến đến bán tín chỉ carbon rừng. Năm 2018, Chính phủ cho phép Quảng Nam thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng từ RED cộng. Sau khi hoàn thiện đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng, tỉnh Quảng Nam đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, nhưng đến nay đề án vẫn chưa được phê duyệt. Cùng với việc xây dựng đề án, tỉnh Quảng Nam cũng đã xây dựng hồ sơ tín chỉ carbon rừng trên địa bàn tỉnh theo các tiêu chuẩn VCS, CCB, hồ sơ tín chỉ. Tuy nhiên, hồ sơ tín chỉ không đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật và phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn VCS-CCB để trình tổ chức Vera xác minh phát hành tín chỉ. Để khắc phục hoàn thiện hồ sơ tín chỉ đảm bảo đúng quy định, Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho hợp tác với nhà đầu tư tiềm năng. Quảng Nam cũng đề nghị được phê duyệt vào chương trình giảm phát thải từ RED cộng theo tiêu chuẩn GRI vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp LEAP thực hiện nhằm sử dụng nguồn tài chính bền vững để bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên hiện có, phát triển rừng theo hướng bền vững. Đây là bước quan trọng đảm bảo được bán tín chỉ carbon rừng ra thị trường. Là địa phương có số lượng đối tượng chính sách đông, những năm qua, Quảng Nam luôn quan tâm và thực hiện kịp thời công tác chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng. Trong đó, tất cả các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống ở Quảng Nam đều được chăm sóc phụng dưỡng chu đáo. Theo tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cả tỉnh hiện có hơn 65.470 liệt sĩ, hơn 30.700 thương binh, bệnh binh, hơn 45.500 người có công với cách mạng, 11.800 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, hơn 6.300 người tham gia kháng chiến
và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Đặc biệt, toàn tỉnh có 15.339 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 345 mẹ hiện đang còn sống đều được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời. Thưa quý vị, đồng hành cùng Thaco hiện thực hóa chiến lược phát triển của tập đoàn và những dự án chiến lược của Thaco tại Chu Lai cũng là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết tại cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam với lãnh đạo tập đoàn Thaco diễn ra mới đây. Điều này cũng khẳng định tầm quan trọng của những dự án mà Thaco triển khai đối với sự phát triển của Quảng Nam trong những năm tới. Vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, trong số 16 dự án được cấp phép ngay sau công bố quy hoạch Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, được xem là những dự án động lực thúc đẩy hiện thực hóa quy hoạch, tạo cho Quảng Nam một thời kỳ phát triển mới, nhanh và bền vững. Thaco được trao chứng nhận đăng ký đầu tư 7 dự án ở lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 3.940 tỷ đồng. Nhìn vào con số dự án cũng thấy mục tiêu và chiến lược phát triển của Thaco đã được xác định, đồng hành, gắn kết và cũng là động lực quan trọng cho sự phát triển của Quảng Nam. Những nội dung cốt lõi trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để tỉnh xác định, định hướng, mục tiêu, hoạch định chính sách quản lý toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, phát triển không gian lãnh thổ với tư duy đổi mới sáng tạo, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển đất nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng với việc tổ chức công bố rộng rãi quy hoạch, Quảng Nam đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận nghiên cứu địa điểm đầu tư cho 16 dự án ngay sau đó, với tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 20.000 tỷ đồng, như là sự khởi đầu cho việc hiện thực hóa quy hoạch bằng những dự án cụ thể, làm đòn bẩy cho một giai đoạn phát triển được hoạch định bài bản, đưa kinh tế Quảng Nam đi vào quỹ đạo phát triển bền vững. Nó mở ra một cái cơ hội rất lớn cho tỉnh Quảng Nam, bởi vì quyết định 72 chính là căn cứ pháp lý quan trọng để từ đó xây dựng các kế hoạch, các chương trình, các dự án từ trung ương đến địa phương để hiện thực hóa cái quy hoạch này. Bởi vì nhiều lĩnh vực, nhiều ngành trong quy hoạch của tỉnh Quảng Nam không chỉ phục vụ cho sự phát triển của tỉnh mà nó còn phục vụ cho sự phát triển của vùng và của quốc gia. Thì chính vì thế mà cái việc ban hành quyết định 72 của Thủ tướng Chính phủ vừa là khẳng định cái tiềm năng, cái lợi thế, cái vị trí vai trò của tỉnh Quảng Nam, nhưng cũng có ý nghĩa đối với sự phát triển của cả vùng và cả nước. Trong số 16 dự án được cấp chứng nhận thỏa thuận nghiên cứu đầu tư được cấp ngay trong công bố quy hoạch, Thaco có đến 7 dự án, đó là nhà máy sản xuất kính ô tô cao cấp Thaco gần 390 tỷ đồng, nhà máy sản xuất dây điện ô tô du lịch hơn 460 tỷ đồng, nhà máy nội thất ô tô du lịch hơn 540 tỷ đồng, nhà máy sản xuất ghế ô tô du lịch 990 tỷ đồng, nhà máy sản xuất linh kiện khung thân vỏ ô tô 800 tỷ đồng, nhà máy cơ điện lạnh hơn 400 tỷ đồng, và trung tâm R&D Thaco Industry 350 tỷ đồng. Đặc biệt, Quảng Nam cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án mở rộng nâng cấp bến cảng Chu Lai thuộc khu bến cảng Tam Hiệp với tổng vốn đầu tư gần 1.590 tỷ đồng. Xác định triển khai hiệu quả những dự án này cũng chính là đồng hành cùng với Quảng Nam hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, làm động lực để Quảng Nam bước vào thời kỳ phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy mà ngay sau công bố quy hoạch tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc cụ thể với lãnh đạo tập đoàn Thaco. Dự án này nó quyết định cái kinh tế của Quảng Nam và miền Trung, các tỉnh lân cận sau này. Bây giờ hiện nay là cái khu công nghiệp V-Ship, kể cả Phú Yên phải chở hàng ra mình để chở đi. Vì trong nó có cảng, nhưng mà giờ tàu hàng nó không có, thì tàu container đâu có ghé. Thành ra là cái này mình trở thành, tôi nhắc lại là trung tâm logistics container. Các anh biết là sắp tới, kể cả tôi cũng góp ý với Đà Nẵng. Tôi nói cái cảng container Đà Nẵng trước giờ là nhờ vào cái hàng dân dụng. Chứ còn hàng công nghiệp mà vào tần suất được như Thaco là khó lắm. Sắp tới là khó lắm.
Nếu mình có 5 vạn tấn vào và cái cao tốc nó chạy như thế này thì cái tần suất nó rất cạnh, thì mình là trở thành trung tâm logistics container, mà doanh nghiệp nhỏ và vừa là cực kỳ cần cái này. Lấy khu công nghiệp cơ khí ô tô tại Chu Lai làm hạt nhân, bên cạnh việc phát huy hiệu quả vai trò động lực, lợi thế cạnh tranh của khu kinh tế mở Chu Lai, trong quy hoạch vừa được công bố, Quảng Nam định hướng thu hút đầu tư nước ngoài thiên về chất hơn về lượng. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên các dự án đầu tư đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, tạo nguồn thu địa phương với trình độ công nghệ của dự án, sử dụng nguồn lực nội địa. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư theo nhóm ngành lĩnh vực, đặc biệt với các dự án mang tính động lực của THACO. Tỉnh thì từ trước đến nay cũng đã đồng hành với THACO, thì chúng tôi cũng tiếp tục phát huy cái truyền thống này và cũng xác định là cũng phải đồng hành một cách thực chất hơn, trách nhiệm đầy đủ hơn và rõ người rõ việc hơn, để mà chúng ta có cái sản phẩm cụ thể để đáp ứng cái lợi ích chung, cũng đồng hành với cái câu chuyện đó là lợi ích của THACO thì cũng là cái lợi ích phát triển của Quảng Nam, cũng đồng nghĩa với cái lợi ích của người dân. Dù bằng cách thức nào thì cũng phải là có cái xác định cái trách nhiệm cụ thể, thời gian tiến độ cụ thể, ai tham gia vào việc gì, và cố gắng bố trí con người theo sát từng cái công việc trong dự án, tránh cái tình trạng là thay đổi liên tục, để mà phải đảm bảo cái sự kế thừa trong cái tham mưu triển khai các cái dự án này, và phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để mà chúng ta tập trung xử lý có hiệu quả cái việc này. Như tôi nói là những việc này tháo gỡ tốt thì nó sẽ tạo ra những tín hiệu, những cái sản phẩm, và nó cũng sẽ tạo ra cái kết quả kinh tế xã hội tốt hơn cho tỉnh trong giai đoạn sắp đến. Có thể nói, một khi chiến lược của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên quy hoạch và quyết tâm cùng đồng hành của địa phương, thì tính hiện thực của quy hoạch là rất khả thi. Với tầm nhìn về trung tâm logistics miền Trung, nếu tuyến cửa lỡ được đầu tư và hoàn thành sớm, cùng với chân hàng nhập xuất và tàu lớn vào được, thì chi phí logistics sẽ không còn là vấn đề. Khi đó các nhà đầu tư khác sẽ đến với miền Trung và Quảng Nam. Và khi hạ tầng phát triển, kinh tế Việt Nam phát triển một cách bền vững và đi lên, thì một trung tâm công nghiệp ô tô, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ với 7 nhà máy mới được đầu tư trong năm 2024 để sản xuất và xuất khẩu sẽ là những bước tiến dài hiện thực hóa quy hoạch Quảng Nam. Chuyển sang một số tin tức thời sự khác. Thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 3, huyện đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Phú Ninh tổ chức chương trình tháng 3 biên giới gắn với hành trình về với biển đảo năm 2024 tại xã Tam Giang và Tam Hải, huyện Núi Thành. Hành trình có sự tham gia của 44 đoàn viên thanh niên, hội viên cựu chiến binh, thanh niên xung phong. Tại đây, cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức hội đã được thông tin về tình hình biển đảo, những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, về quá trình xây dựng trưởng thành, truyền thống của chi đội kiểm ngư số 3 xã Tam Giang, huyện Núi Thành, giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các sáng kiến, mô hình tổ chức hoạt động phong trào với cán bộ chiến sĩ trên các tàu kiểm ngư. Đoàn cũng đã đến tham quan di tích cấp tỉnh chi bộ Quang Ánh Minh, chi bộ đầu tiên của huyện Nam Tam Kỳ năm 1932 tại rừng dừa thôn Thuận An, xã Tam Hải, hiểu hơn về biển đảo quê hương cũng như ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, đoàn đã trao tặng 15 suất quà cho hội viên cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay tại thị xã Điện Bàn, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Nam tổ chức Ngày hội Thể thao Thân thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển năm 2024. Hoạt động này thuộc dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun xạ nặng chất da cam, dự án hòa nhập do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ UCET tài trợ. Ngày hội thu hút 427 trẻ em, thanh thiếu niên có khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển và 471 người chăm sóc đến từ 3 tỉnh dự án khu vực miền Trung Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, 1 tỉnh dự án khu vực miền Nam, Đồng Nai và 9 tỉnh thành khác trên cả nước tham gia. Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên, khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển được thiết kế nhằm giúp các trẻ em và thanh thiếu niên, khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển được tham gia, được thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình thông qua các môn thể thao đa dạng.
như bơi, chạy, nhảy bao bố, đẩy xe lăn, kéo co và sân chơi chung với các trò chơi vận động tự do như bật xa, vượt chướng ngại vật, thể thao resport và góc sáng tạo nghệ thuật. Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ mong muốn nâng cao nhận thức xã hội về khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển, thúc đẩy hòa nhập xã hội thông qua sân chơi thể thao thân thiện và an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả đáng kể về phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua, tạo đà để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Trong thành quả đó, ngành điện luôn thực hiện phương châm đi trước một bước, nhất là tạo dựng cơ sở hạ tầng hệ thống điện, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu điện cho sự phát triển của tỉnh nhà. Phóng sự sau nhân kỷ niệm 27 năm thành lập Công ty Điện lực Quảng Nam, ngày 1 tháng 4 1997, ngày 1 tháng 4 2024. Năm 2023 vừa qua, Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu điện của người dân và doanh nghiệp, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm đạt trên 2 tỷ 535 triệu kWh, tăng 4,2% so với năm 2022. Thời gian mất điện trung bình trên một khách hàng lưới điện phân phối giảm trên 100 phút so với kế hoạch. Chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 2,07 ngày trên một công trình, giảm 2,93 ngày so với kế hoạch 5 ngày. Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng, công ty thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, phục vụ khách hàng ngày càng thuận tiện. Đến nay, 100% số công tơ khách hàng được ghi chỉ số tự động qua hệ thống đo xa, 98,5% số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, vận động 100% khách hàng đăng ký dịch vụ điện qua môi trường mạng, tiến tới thực hiện phòng giao dịch số. Đặc biệt, đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển lưới điện, những năm qua, tỉnh Quảng Nam được ngành điện ưu tiên bố trí kinh phí rất lớn so với bình quân chung khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trung bình 5 năm gần đây, vốn đầu tư 596 tỷ đồng trên một năm tại Quảng Nam, trong đó đầu tư mới 5 trạm biến áp 110 kV. Sau hơn một tháng lập hồ sơ thì hôm nay doanh nghiệp chúng tôi đã có điện. Nhân dịp này, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý cơ quan, ban ngành, đặc biệt là Công ty Điện lực tỉnh Quảng Nam đã có những sự chỉ đạo sâu sắc xuống từng cấp, và hôm nay chúng tôi đã có điện, và chỉ trong vài ngày tới thì máy móc đã sẵn sàng, khi có điện thì doanh nghiệp sẽ bắt đầu hoạt động. Chúng tôi rất là hài lòng về sự phục vụ cũng như là điện lực của Quảng Nam mà đối với tổ chức tôn giáo của chúng tôi cũng như những đồng bào sử dụng điện. Hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý vận hành cấp điện ngày càng hiện đại và đã phủ khắp đến 100% xã phường thị trấn. Đến nay, 99,29% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Hiện nay, với sản lượng sử dụng điện cao hàng đầu trong khu vực, cho thấy tỉnh Quảng Nam phát triển kinh tế khởi sắc, nhất là ở các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại dịch vụ, tiêu dùng dân cư. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Nam thường xuyên có nhiều hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, với mức đóng góp hàng trăm triệu đồng mỗi năm, chủ yếu từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ công nhân viên. Năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân, khôi phục sản xuất. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều dự án đầu tư công nghiệp lớn đã triển khai hoạt động và nhiều dự án đang làm thủ tục đầu tư, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Với tinh thần chủ động, Công ty Điện lực Quảng Nam đã sớm có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai thực hiện nội dung phát triển điện lực trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được công bố. Công ty Điện lực Quảng Nam xác định là không ngừng đồng hành vì sự phát triển của tỉnh nhà với phương châm điện đi trước một bước, nhằm tạo thuận lợi nhất cho việc các nhà đầu tư và phục vụ người dân. Thời gian qua thì tuy gặp rất là nhiều khó khăn, song là Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp tục đề ra mục tiêu trong năm 2024 và thời gian tiếp theo là đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành.
Trước mắt, mùa nắng nóng 2024 dự báo công suất điện tiêu thụ tăng cao. Công ty đã có phương án đảm bảo cấp điện và đề nghị khách hàng cần chú trọng sử dụng điện tiết kiệm hợp lý, hiệu quả và đảm bảo an toàn điện. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết. Bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 90%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 88%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 89%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 52 đến 92%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brown mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, độ ẩm từ 45 đến 93%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, độ ẩm từ 48 đến 95%, gió nhẹ.